Hello, bà Lộc và ông Loan xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã chọn channel của Lộc và Loan để theo dõi những tin tức vlog cũng như giải trí. Ngày hôm nay là sáng của ngày thứ tư, ngày 12 tháng 1 năm 2022. Kính chúc quý vị luôn luôn thật nhiều sức khỏe và mọi điều an lành. Thu hồi số lượng lớn xà lách của các hiệu Dole, Kroger và nhiều thương hiệu khác. Santa Clara nhận được 2,4 triệu đô la tài trợ của tiểu bang để giúp các doanh nghiệp nhỏ. Cảnh báo nạn hàng giả đang bùng phát ở Walmart và Amazon. California là tiểu bang đầu tiên đề xuất chăm sóc y tế cho cả người nhập cư bất hợp pháp. San Jose tìm cách mở rộng quyền bỏ phiếu cho những người không phải là công dân. Lãnh đạo thiểu số Mitch McConnell sẽ tranh cử vị trí lãnh đạo Cộng hòa Thượng viện. Tổng thống Joe Biden kêu gọi loại bỏ thủ tục filibuster để thông qua dự luật về quyền bầu cử. Mỹ dự báo sẽ có chiến lược bất ngờ ở Thái Bình Dương. Em bé 2 tháng tuổi bị lạc ở sân bay Kabul đã đoàn tụ với gia đình. Trường học Trung Quốc thưởng mỗi học sinh giỏi một con heo để ăn Tết. Tình thức bồng lai bị ghép thêm sai phạm. Thưa quý vị, tin đầu tiên của ngày hôm nay, thu hồi số lượng lớn xà lách của các hiệu Dole, Kroger và nhiều thương hiệu khác. Những món ăn tiện lợi như là món salad đóng gói, đặc biệt là trong những ngày bận rộn thì chúng ta thường hay mua những cái món hàng này, thưa quý vị. Salad Dole Fresh Vegetables đã ban hành lệnh thu hồi tự nguyện, có biện pháp phòng ngừa đối với tất cả các món salad được chế biến tại hai cơ sở của họ vì nguy cơ sức khỏe có thể xảy ra từ vi khuẩn Listeria, theo Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm FDA. Ngoài salad đóng gói mang tên Dole, các mặt hàng bị thu hồi cũng được bày bán tại các siêu thị và những nhà bán lẻ trên cả nước, và những báo cáo về việc nhiễm trùng liên quan đến vi khuẩn này đã có 16 ca bệnh và 12 ca nhập viện, được tìm thấy trong nhóm salad kể từ năm 2014, và Trung tâm Kiểm soát Phòng ngừa Dịch bệnh CDC cùng với FDA đã bắt đầu điều tra kể từ đó. Và một cuộc kiểm tra gần đây đã cho các cơ quan quan chức y tế lý do để tin rằng những món salad này có khả năng gây ra nguy cơ sức khỏe tương tự. Mặc dù Dole chịu trách nhiệm về tất cả các loại salad bị thu hồi, nhưng chúng có thể cũng được bán dưới nhãn của những cửa tiệm nội bộ tại các nhà bán lẻ như Kroger, Aldi, Walmart và những nơi khác. Ngoài Dole thì tên thương hiệu của các sản phẩm salad này bao gồm Ahold, Kroger, Lidl, Lidl Salad Bar, Marketside, Natural Better, Nature, Promise và Simply Nature. Danh sách này đầy đủ những cái sản phẩm, thì nếu như mà quý vị muốn chắc chắn thì quý vị hãy lên trang website của FDA để mà xem kỹ. Ngoài những cái tên này mà nếu như quý vị mà có lỡ mua salad đó thì quý vị xem thử xem cái nhãn hiệu mình mua nó có bị thu hồi không nha, thưa quý vị. Và những cái sản phẩm thu hồi thì được bán ở rất nhiều nơi ở trên nước Mỹ, hầu hết tất các tiểu bang trên nước Mỹ, thưa quý vị. Và những sản phẩm này được chế biến tại cơ sở Springfield ở Ohio và Soledad của California. Thì đây là chỉ những cái loại salad mà thôi. Còn ngoài cái salad thì tất cả những cái trái cây tươi hoặc là trái cây đóng gói thì cũng không có ảnh hưởng gì nha quý vị. Vẫn an toàn để mà mình sử dụng. Quý vị xem lại trong tủ lạnh mình, nếu như có những nhãn hiệu này mà trong cái hạn sử dụng mà họ có chữ N hoặc là chữ Y thì có nghĩa là đây là những sản phẩm cần phải thu hồi vì vi khuẩn Listeria. Còn nếu như nó bắt đầu bằng chữ W hoặc là chữ B thì những cái gói salad này là không có bị nhiễm khuẩn, thưa quý vị. Santa Clara nhận được 2,4 triệu đô la tài trợ của tiểu bang để giúp các doanh nghiệp nhỏ. Quận Santa Clara thông báo họ sẽ nhận được khoảng 2,4 triệu đô la từ chương trình trợ cấp cứu trợ Microbusiness của California để giúp các doanh nghiệp nhỏ bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Vào ngày thứ ba, hội đồng giám sát đã chấp nhận khoản tài trợ và chấp thuận đối tác công cộng là Enterprise Foundation để giúp quản lý chương trình này, sẽ cung cấp khoảng từ 2.500 đô la cho khoảng 875 doanh nghiệp nhỏ ở tại địa phương. Chủ tịch hội đồng giám sát Mike Weiserman cho biết đại dịch đã gây ra một thiệt hại đáng kể cho các doanh nghiệp nhỏ và nhân viên của họ. Chúng tôi biết rằng sự tàn phá kinh tế của đại dịch sẽ mất nhiều thời gian để chữa lành, nhưng trong thời gian đó, những khoản tài trợ này nhằm cung cấp một số cứu trợ cho các doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong cộng đồng của chúng tôi. Chương trình MPCRG được tạo ra để giúp đỡ những doanh nghiệp nhỏ bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Các doanh nghiệp bao gồm người bán hàng, nhà thầu độc lập, bất kỳ doanh nghiệp nhỏ nào
có dưới 5 nhân viên trong cả năm 2019-2020 và tổng doanh thu kinh doanh từ năm 2019 dưới 50.000 đô la. Các doanh nghiệp nhỏ phải đối mặt với các rào cản hệ thống để tiếp cận vốn, bao gồm các doanh nghiệp do phụ nữ, người thiểu số, cựu chiến binh làm chủ, những người nhập cư không có giấy tờ, cá nhân có trình độ tiếng Anh hạn chế, chủ doanh nghiệp ở các cộng đồng nông thôn và những người khác được khuyến khích nộp hồ sơ xin trợ cấp. Cảm ơn tiểu bang California và hội đồng giám sát của quận Santa Clara. Chúng tôi có thể bắt đầu quá trình để đưa những khoản tài trợ này vào cộng đồng của mình. Đó là lời giám đốc điều hành Miguel Marquez cho biết. Chúng tôi hy vọng mọi doanh nghiệp nhỏ đủ điều kiện đều có cơ hội ghi danh với sự giúp đỡ của các đối tác của chúng tôi như Enterprise Foundation. Quận sẽ làm việc để bảo đảm rằng các khoản tài trợ sẽ đến tay những người cần nó nhất. Vào tháng 11, quận đã nộp đơn lên văn phòng doanh nghiệp nhỏ của tiểu bang California để xin khoản trợ cấp MPCRG. Quận cho biết họ sẽ hợp tác với tổ chức doanh nghiệp và các cơ quan cộng đồng khác để xác định các doanh nghiệp vi mô đủ điều kiện cho khoản tài trợ 2.438,122 đô la và hỗ trợ thiết lập quy trình ghi danh trong những tuần tới. Ngoài ra, quận và tổ chức doanh nghiệp sẽ làm việc với các đối tác khác để giúp tiếp cận và hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ với các đơn xin tài trợ. Quận Santa Clara thì họ được 2,5 triệu, khoảng 2,5 triệu để mà hỗ trợ các doanh nghiệp mà loại nhỏ, tôi gọi là micro business đó quý vị. Thì những người nào mà làm việc mà doanh thu dưới 50.000 đô la thì mình cũng khả năng để mà mình nộp đơn, mình xin để tiền trợ cấp. Ông Lo nghĩ trong cái này thì mình từ 5 nhân viên trở xuống, có nghĩa là nếu mà chúng ta làm theo dạng self-employed, một mình mình á, thì mình cũng có thể nộp đơn xin nha quý vị. Nếu như quý vị nào ở Santa Clara thì quý vị hỏi kỹ lại, mình cứ hỏi thì nếu mà được thì là tốt. Thì theo Hồng Loan biết, tại vì trước đây ở khu vực Orange County cũng có những cái sự trợ giúp như vậy, thì Hồng Loan biết được điều đó. Cảnh báo nạn hàng giả đang bùng phát ở Walmart và Amazon. Theo điều tra của tờ Best of Life, mặc dù là hai trong những nhà bán lẻ được người mua hàng tìm tới nhiều nhất, nhưng hiện nay Walmart và Amazon đang đối diện với nhiều lời phàn nàn về chất lượng sản phẩm. Vào tháng 7 năm ngoái, có một cuộc khảo sát với khách hàng được thực hiện bởi tờ báo chuyên về thực phẩm Must cho thấy những người mua sắm tin rằng Walmart đang có những sản phẩm chất lượng kém nhất trong số 8 thương hiệu bán lẻ khác ở Hoa Kỳ. Còn cách đây một tuần, Ủy ban Thương mại Liên bang Federal Trade Commission nhận được một thư khiếu nại về Amazon cáo buộc rằng nhà bán lẻ này đã lừa dối khách hàng bằng cách không làm rõ các quảng cáo buộc trả phí trên trang web của họ. Counterfeit Report, một tổ chức cảnh báo người tiêu dùng về các loại sản phẩm giả mạo, đã phát đi cảnh báo vào ngày 15 tháng 12, thông báo cho những người mua sắm qua dịp lễ vừa rồi phải cẩn trọng trước các trang web trực tuyến mua sắm. Theo tổ chức này, cả Walmart và Amazon đều tràn ngập các sản phẩm giả, nhái và gian lận. Walmart và Amazon hiện biến thành những nhà bán lẻ trực tiếp các sản phẩm giả mạo, gian lận và sao chép. Ngoài ra còn tạo điều kiện cho các bên thứ ba bán một nguồn cung cấp vô số các mặt hàng giả của Trung Quốc. Báo cáo về hàng giả nêu rõ, kỳ nghỉ lễ vừa qua là một trong những thời điểm dễ ảnh hưởng nhất đối với người mua sắm. Một giám đốc của cảng khu vực trợ lý hải quan Hoa Kỳ nói với Counterfeit Report rằng, chúng tôi đã chứng kiến 57 triệu kiện hàng từ tháng 11 đến tháng 1 nhập vào để phục vụ cho các đợt hàng mua sắm. Mùa Giáng sinh và Tết Dương lịch vừa qua là đích nhắm hàng giả rất thường xuyên, theo tổ chức của Counterfeit Report. Counterfeit Report cho biết họ đã tìm thấy và yêu cầu xóa hơn 400 triệu danh sách hàng giả trên Walmart và Amazon, cũng như trên eBay, Wish, Newegg, DXGate và Alibaba. Tổ chức giám sát này còn nhấn mạnh đây chỉ là một phần rất nhỏ của số hàng giả đến hoặc đến tay người tiêu dùng. Hơn 500.000 chủ sở hữu thương hiệu hiện đang đấu tranh chống lại các loại hàng giả mà họ nói đang được tìm thấy trên trang web của Amazon, theo Counterfeit Report. Kể từ ngày 17 tháng 12, danh sách các sản phẩm giả mạo được báo cáo gần đây của tổ chức từ Amazon phổ thông hơn nữa, bao gồm nhiều thẻ nhớ, sách in lậu, pin lithium và hàng nhái PlayStation. Còn các sản phẩm giả được báo cáo từ Walmart có cả dao cạo của hiệu Gillette, dụng cụ làm đẹp môi và đèn pin. Trên thực tế thì Walmart và Amazon đều đã từng phải giải quyết các báo cáo về sản phẩm giả mạo trong quá khứ. Vào năm 2018 thì người phát ngôn của Walmart nói với một đài thông tin rằng công ty không khoan nhượng đối với các sản phẩm giả mạo,
Vào tháng 10 năm 2021, thì phát ngôn viên của Walmart nói rằng hệ thống đã thành lập các nhóm phụ trách kiểm tra thường xuyên các mặt hàng để giúp cho bảo đảm về mặt hàng và các nhà bán lẻ cần đáp ứng được kỳ vọng cao của chúng tôi. Vào tháng 5 của năm nay, một thông báo từ Amazon chỉ ra rằng là công ty đã tiêu hủy hơn 2 triệu sản phẩm bị nghi ngờ là hàng giả mà người bán bên thứ ba đã gửi đến trung tâm kiểm tra của họ vào năm 2020. Và Amazon cho biết là đại dịch vừa qua là cơ hội để cung cấp hàng giả len lỏi vào hệ thống, nhất là trong khi mà số lượng người mua sắm trực tuyến tăng vọt như vậy, thì nhà bán hàng trực tuyến hàng đầu thế giới cũng cho biết là họ đã chặn hơn 10 tỷ danh sách nghi ngờ là hàng giả trước khi chúng được đưa vào giới thiệu trên hệ thống mua sắm của Amazon. Như vậy là Amazon cũng đã có sự kiểm tra rất là gắt gao, nhưng mà họ vẫn có thể qua mặt được, thưa quý vị. Vì vậy cho nên có một cảnh báo là khi chúng ta mua hàng thì chúng ta phải rất là cẩn thận. Mặc dù những công ty này thì họ nói họ cũng có sự kiểm tra đó, như Walmart cũng vậy. Mà mình thấy là trước đây đó, Hồng Lan đã có coi những cái hàng ở trên Walmart và mình thấy không hiểu tại sao cái tên Walmart rất lớn như mà họ lại cho cái bên thứ ba vào bán những cái sản phẩm. Thứ nhất là những đồ giả nha, còn thứ hai là họ nâng giá một cách kinh khủng. Và hồi đó Hồng Loan hay từ tìm mua cho bé Gia Linh những cái đồ chơi giống như của Pet Shop, những cái con thú nhỏ nhỏ vậy nè nha quý vị. Mà ví dụ như cái giá bình thường mua khoảng chừng 7 đồng thôi, nhưng mà họ bán đó, có khi mà họ bán 200-300 đồng một con như vậy. Mà họ nâng giá một cách kinh khủng khi mà hàng khan hiếm. Và nhất là khi cái mùa Christmas gần đến, lúc đó Gia Linh còn nhỏ thì rất là mê cái đó. Mà mình lùng mình kiếm mua không có hàng. Còn hoặc là bán cái giá rẻ là khoảng chừng 20-30-40 đồng một con á, là đồ giả, đồ fake từ Trung Quốc. Mình nhìn mình biết liền không quý vị ơi. Mà hình như là họ làm như vậy nè quý vị. Chẳng hạn như Amazon thì họ có những cái kho hàng của đặt ở tất cả các tiểu bang toàn nước Mỹ. Thì khi mà nhập hàng vào á, thì họ gửi những cái hàng mà demo đó là những hàng tốt, những hàng xịn. Nhưng mà khi mà Amazon chấp nhận rồi thì họ đưa qua là toàn những đồ giả không. Và những đồ giả đó vào kho của bên Mỹ. Và khi mà đến người tiêu dùng thì người tiêu dùng nói, ủa sao cái kỳ vậy? Lúc trước tôi mua cái loại này cũng y chang vậy, xài tốt hơn mà giờ nó lại khác, nó lạ lạ sao á. Thì có những người nghĩ là không bao nhiêu tiền, thôi bỏ qua, không nói. Nhưng mà có những người mà người ta nói tôi muốn return, trả lại. Thì bên phía Amazon nói là có một câu là bạn không cần phải trả, cứ giữ sản phẩm đó mà xài. Có nghĩa là họ bán cái sản phẩm nó ra là... Họ biết là cái sản phẩm nó bị lỗi, bị lỗi hoặc là hàng kém chất lượng. Nên họ nói là khỏi cần phải trả lại cho Amazon, mà Amazon bắt buộc bên thứ ba trả tiền ngược lại cho mình. Có nghĩa là lúc đầu tiên mà họ muốn được bán hàng trên Amazon thì họ qua một sự kiểm tra. Đúng rồi. Và họ đưa hàng đúng, hàng tốt. Và sau đó thì họ nghĩ là sẽ không đủ người để mà kiểm tra từng chi tiết mỗi món hàng, cho nên họ qua mặt bằng cách đó. Vì vậy cho nên thiệt thòi vẫn là khách hàng của mình, cho nên mình mua mình phải để ý rất là kỹ. Chúng ta xem những cái feedback từ những người đã mua đó quý vị, những cái nơi mà họ bán hàng ra. Nhưng mà quý vị biết là khi mà Amazon đó nha, nhất là Amazon, khi mà mình thấy nhiều sao đó, mình đừng vội mừng nha. Tại vì thường là có những cái fake để người ta đánh giá, những cái gian lận đó, người ta nhờ những người khác tạo một cái account và khen. Thật ra là những cái người trong của người ta hết, người ta khen với nhau thôi. Và muốn mà an toàn thì cũng copy cái link, cái tên của cái sản phẩm đó đưa lên YouTube hoặc là đưa lên Google và mình bấm chữ review. Thì họ sẽ cho mình biết là cái đó có thực sự là như mình mong muốn hay không. Chứ nhiều khi mình nhìn sao nó nhiều quá mà đem về xài cũng dở ẹt à, dởm à. California là tiểu bang đầu tiên đề xuất chăm sóc y tế cho cả người nhập cư bất hợp pháp. Theo một đề xuất mới nhất của thống đốc Gavin Newsom, một thành viên đảng Dân Chủ, California sẽ trở thành tiểu bang đầu tiên của Hoa Kỳ cung cấp bảo hiểm y tế cho tất cả mọi người, trong đó bao gồm cả những người nhập cư bất hợp pháp. Ông Newsom tiết lộ bản đề xuất ngân sách cho giai đoạn 2022-2023 mang tên California Blueprint,
Theo ông Newsom, đây là một vấn đề lớn. Nếu đề xuất này được ủng hộ, California sẵn sàng trở thành tiểu bang đầu tiên trong cả nước đạt được phổ cập bảo hiểm y tế. Ông Newsom giải thích đây là chương trình Medi-Cal toàn diện, chương trình chăm sóc sức khỏe Medicaid của California, bao gồm chăm sóc dài hạn IHSS là dịch vụ hỗ trợ tại nhà và sức khỏe hành vi cho tất cả người dân California có thu nhập thấp, bất kể tình trạng nhập cư. California trước đó cũng đã cung cấp bảo hiểm y tế cho một số nhóm người nhập cư bất hợp pháp, bao gồm những người từ 26 tuổi trở xuống từ năm 2019 và những người từ 55 tuổi trở lên kể từ năm ngoái. Đề xuất của ông Newsom sẽ mở rộng phạm vi bảo hiểm cho tất cả mọi người trước tháng 1 năm 2024. Đề xuất này có khả năng sẽ được cơ quan lập pháp cấp tiểu bang thông qua. Cơ quan này có đa số thành viên thuộc đảng Dân Chủ. Tuần trước thì một nhóm các đảng viên Dân Chủ cấp tiến đã đề xuất không chi bảo hiểm y tế toàn dân mà là một hệ thống duy nhất cho tiểu bang chi trả, được tài trợ bằng việc tăng thuế mạnh. Nói về việc chi trả duy nhất, ông Newsom đã nói, từ lâu tôi tin rằng đó là điều chắc chắn sẽ xảy ra tại quốc gia này. Do ảnh hưởng của các đợt phong tỏa vì dịch bệnh, California trước đó dự kiến sẽ thiếu hụt ngân sách. Tuy nhiên cuối cùng thì ngân sách lại dư thừa đến 31 tỷ đô la cho đến 46,6 tỷ đô la tùy vào phương pháp hạch toán. Và đề xuất ngân sách của ông Newsom đang tìm cách chi tiêu thêm 286,4 tỷ đô la trong năm nay. Đề xuất ông Newsom được đưa ra chỉ một ngày sau khi đạo luật cho phép 800.000 người không phải là công dân được quyền bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử địa phương tại thành phố New York có hiệu lực. Vào hôm Chủ nhật ngày 9 tháng 1 thì thị trưởng New York là Eric Adams, một đảng viên đảng Dân Chủ mới tuyên thệ đã nhậm chức, đã phê chuẩn dự luật bầu cử này. Theo luật thì bất kỳ ai sống ở thành phố New York ít nhất là một tháng có quyền bỏ phiếu bầu cho thị trưởng, chủ tịch hạt và các hội viên hội đồng thành phố. Quy định này không áp dụng cho các cuộc bầu cử liên bang hoặc là tiểu bang. Tuy nhiên thì không rõ thành phố New York sẽ phân biệt các trường hợp trên như thế nào. Thì sau cái vụ này, California tiếp nối New York để mà ra một cái luật này. Cái luật này thì cứ thấy cũng có một phần nhân đạo. Trời ơi, thu thuế quá trời cao luôn. Thu thuế mà dư mấy chục tỷ đô la thì bây giờ kiếm cách để mà xài tiền. Đúng rồi. Mình thấy thật sự mình thấy là tại sao không tìm cách giúp cho những người dân California giảm bớt này kia nọ cho người dân, mà tìm cách xài tiền cho những người mà nhập cư lậu, cho bảo hiểm. Bây giờ hồi đó cho cái bảo hiểm mà từ 26 tuổi trở xuống mà 55 tuổi trở lên đối với một số người nhập cư lậu. Và bây giờ họ muốn sử dụng nhiều hơn nữa để mà cho những cái người trong cái lứa tuổi, những cái lứa tuổi khác là cũng hưởng luôn, nếu như mà họ là những người thu nhập thấp. Thì những người dân chính thật sự của California, những người dân công dân Mỹ phải làm ra, nai lưng làm ra và đóng thuế để mà nuôi những người nhập cư. San Jose tìm cách mở rộng quyền bỏ phiếu cho những người không phải là công dân. Hai nghị viên hội đồng thành phố San Jose đang đề xuất một biện pháp cho những người nhập cư không phải là công dân Hoa Kỳ tham gia vào các cuộc bầu cử địa phương. Dự luật đòi hỏi sự chấp thuận của cử tri sẽ cho hơn 200.000 cư dân không phải là công dân ở San Jose quyền bỏ phiếu và cân nhắc các chính sách khác nhau trong các cuộc bầu cử địa phương trong tương lai. Giống như là thành phố New York đã trở thành thành phố lớn nhất ban hành luật tương tự vào hồi tháng vừa qua, trong khi San Francisco đã thông qua luật này vào năm 2016, cho phép các bậc cha mẹ không phải là công dân Mỹ bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử của hội đồng trường học. Các nghị viên Magdalena Carrasco và Silva Arenas, những người đang dẫn đầu các nỗ lực, đã đưa ra đề xuất mang tính bước ngoặt vào thứ Sáu, chỉ vài ngày trước khi hội đồng thành phố dự kiến bỏ phiếu về những thay đổi đối với hiến chương của thành phố. Đây là một dự luật mới, Carrasco đã nói trong một cuộc họp báo hôm thứ Hai, và nói thêm rằng không công bằng cho cộng đồng nhập cư đóng thuế và đóng góp cho nền kinh tế mà không có tiếng nói về chính sách của địa phương. Chúng tôi cần bảo đảm rằng tiếng nói của cộng đồng không phải là công dân Mỹ, không bị đàn áp hoặc xóa bỏ. Họ xứng đáng có quyền bỏ phiếu cho những người nắm quyền.
Đề xuất mở rộng quyền biểu quyết ở San Jose cho tất cả cư dân thành phố, kể cả những người không có giấy tờ, có thị thực lao động hay là dân DACA, đã được thực hiện trong nhiều năm. Các chính sách phân biệt chủng tộc từ đảng Cộng Hòa đã ngăn cải cách nhập cư trong nhiều thập kỷ, Arenas nói với San Jose Spotlight. Nghĩa vụ của chúng tôi là tìm cách tôn vinh vai trò của người nhập cư trong cộng đồng của chúng tôi. Hội đồng thành phố sẽ bỏ phiếu về một loạt các thay đổi tiềm năng của luật vào thứ ba, bao gồm thay đổi thời gian của các cuộc bầu cử thị trưởng, thêm nhiều quận và tăng trường giám sát của cảnh sát. Các cử tri vẫn sẽ có tiếng nói cuối cùng về những thay đổi tại cuộc bầu cử sơ bộ và tổng tuyển cử năm nay. Các tổ chức cộng đồng địa phương và các nhà hoạt động đang tập hợp lại phía sau kế hoạch. Eva Heredia là một nhà lãnh đạo của nhóm cộng đồng dịch vụ, quyền nhập cư và mạng lưới giáo dục, đã dẫn đầu một bài hát tại sự kiện vào ngày thứ hai, Tôi sống ở đây, tôi bỏ phiếu ở đây. Heredia là một cư dân của San Jose có hai con, cho biết là cộng đồng nhập cư đã bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Là một thường trú nhân hợp pháp, Heredia vẫn không thể bỏ phiếu cho đến khi cô trở thành công dân nhập tịch. Họ đã nói là việc mở rộng phiếu bầu sẽ giúp mang lại lợi ích cho tất cả mọi người từ Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ, Philippines, Tagalog và thậm chí cả những người gốc Âu. Nói tiếp với lại New York. Thì coi như là cô nói là khi mà những người nhập quốc tịch mới có quyền đi bầu, còn những người mà thẻ xanh á, thì vẫn chưa được đi bầu. Không phải chỉ thẻ xanh đâu, những người nhập cư lậu mà có những người họ có được cái giấy làm việc. Đúng rồi, có giấy working permit á hả? Thì ở thành phố San Jose này, họ đang nghĩ đến vấn đề là cho những người này được bầu trong những cái chức vụ mà ở trong thành phố thôi thưa quý vị. Lãnh đạo thiểu số Mitch McConnell sẽ tranh cử vị trí lãnh đạo Cộng Hòa Thượng Viện. Vào ngày thứ ba, ông cho biết ông sẽ tranh cử một nhiệm kỳ khác với tư cách là nhà lãnh đạo của đảng Cộng Hòa hàng đầu vào cuối năm nay. Tôi sẽ tái tranh cử vị trí lãnh đạo, ông nói với các phóng viên vào ngày thứ ba khi được hỏi rằng ông dự định giữ công việc của mình trong bao lâu. McConnell đã hứng chịu nhiều lời chỉ trích gay gắt từ cựu tổng thống Donald Trump trong năm qua vì đã đổ lỗi ông Trump gây ra vụ ngày 6 tháng 1 ở điện Capitol. Ông McConnell, người sẽ bước sang tuổi 80 vào tháng 2, hôm thứ ba đã nói rõ rằng ông không có kế hoạch từ chức lãnh đạo đảng Cộng Hòa ở Thượng Viện bất cứ lúc nào. Ông đã được tái đắc cử vào năm 2020 hơn đảng Dân Chủ Amy McGrath gần 20 điểm và sẽ không tái tranh cử cho đến năm 2026. Ông luôn tránh trả lời các câu hỏi về mối quan hệ của mình với cựu Tổng thống Trump bằng cách nói rằng ông tập trung vào việc chống lại chương trình nghị sự trị giá hàng ngàn tỷ đô la của Tổng thống Joe Biden tại Quốc hội và giúp đảng Cộng Hòa giành lại đa số tại Thượng Viện vào năm 2022. Nhưng là một số đảng viên của đảng Cộng Hòa đã đặt câu hỏi về việc liệu ông có thể phục vụ hiệu quả với tư cách là nhà lãnh đạo hay không, trong khi mối quan hệ của ông với lại cựu tổng thống vẫn rất là căng thẳng. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, một đồng minh thân cận của cựu tổng thống Donald Trump, cho biết là vào tháng trước, một lãnh đạo đảng Cộng Hòa trong Quốc hội cần phải có mối quan hệ tốt với cựu tổng thống Donald Trump. Các thượng nghị sĩ của đảng Cộng Hòa nói rằng họ không biết bất kỳ thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa nào có kế hoạch thách thức McConnell cho vị trí lãnh đạo hàng đầu của đảng Cộng Hòa tại Thượng viện. Tổng thống Joe Biden kêu gọi loại bỏ thủ tục filibuster để thông qua dự luật về quyền bầu cử. Tổng thống Joe Biden vào ngày thứ ba đã kêu gọi các thượng nghị sĩ Mỹ hãy đứng lên chống việc đàn áp cử tri, thúc giục họ hãy chấp thuận việc thay đổi luật lệ của Thượng viện để có thể thông qua dự luật về quyền bỏ phiếu, hiện đang bị phía bên đảng Cộng Hòa ngăn chặn, không cho đem ra để thảo luận và bỏ phiếu. Ông Biden nói với đám đông tại Atlanta rằng ông đã lặng lẽ có các cuộc thảo luận với từng thành phần thượng nghị sĩ Mỹ từ mấy tháng nay về hai dự luật, nhưng đến nay không có tiến triển gì. Trong nhiều năm là thượng nghị sĩ, ông Biden đã quen với cách vận động sau hậu trường với các đồng viện dễ đạt kết quả hơn thay vì tranh luận chỉ trích ồn ào với nhau trước công chúng, khiến khó có thỏa thuận đối với những vấn đề gai góc. Tổng thống Joe Biden nói rằng tôi mệt mỏi với việc phải thảo luận kín tiếng rồi, tôi sẽ không nhượng bộ trong vấn đề này. Các quy định ở Thượng viện hiện nay đòi phải có 60 phiếu đồng ý để có thể đưa ra phần lớn các dự luật ra thảo luận. Đây là con số mà phía Dân Chủ tự mình không có được vì chỉ có 50 ghế trong 100 ghế tại Thượng viện. Và Phó Tổng thống Kamala Harris là người phải bỏ phiếu quyết định. Phía Đảng Cộng Hòa hoàn toàn chống lại dự luật về quyền bỏ phiếu.
Tổng thống Joe Biden lập kế hoạch điều chỉnh quy định yêu cầu phải có ít nhất 60 thượng nghị sĩ chấp thuận để thông qua dự luật, một quy định đã dẫn đến thủ tục tranh luận câu giờ là filibuster, với hy vọng thông qua dự luật chấn chỉnh quyền bầu cử. Ở phía đảng Dân Chủ thì có hai thượng nghị sĩ không đồng ý về việc thay đổi quy định mà không có phía của đảng Cộng Hòa tham dự. Đó là thượng nghị sĩ Joe Manchin và Kristen Sinema của đảng Dân Chủ, đại diện cho hai tiểu bang bảo thủ, muốn duy trì quy định 60 phiếu để mà bảo đảm tinh thần lưỡng đảng. Phía đảng Cộng Hòa cũng cương quyết giữ nguyên thủ tục filibuster vì nó cho phép họ hiện đang ở phía thiểu số có thể tác động đến tiến trình lập pháp. Trước đó, trong ngày thứ hai, các giới chức Tòa Bạch Ốc nói rằng Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris sau khi đến Atlanta vào ngày thứ ba sẽ gia tăng kêu gọi thay đổi các quy định thiếu dân chủ của Thượng viện, cho phép một số ít thượng nghị sĩ ngăn chặn mọi dự luật được đề ra. Kể từ cuộc bầu cử năm 2020, các nhà lập pháp tiểu bang thuộc đảng Cộng Hòa trên khắp nước Mỹ đưa ra hàng loạt điều luật giới hạn quyền bỏ phiếu. Phía bên đảng Dân Chủ cho rằng các điều luật này có mục đích gây khó dễ cho những nhóm cử tri thiểu số khi tham gia bỏ phiếu. Mỹ dự báo sẽ có chiến lược bất ngờ ở Thái Bình Dương. Phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS, ông Kurt Campbell, điều phối viên của Tòa Bạch Ốc phụ trách Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, khẳng định Mỹ có lợi ích đạo đức, chiến lược và lịch sử to lớn tại Thái Bình Dương. Thế nhưng Washington chưa làm đủ để hỗ trợ khu vực như các nước Úc và New Zealand đang làm được. Nếu bạn hỏi tôi về những nơi nhiều khả năng xảy ra những thay đổi bất ngờ về chiến lược dựa trên tài liệu tham khảo, những dạng thỏa thuận hoặc sắp xếp cụ thể, nơi đó có thể là Thái Bình Dương. Thậm chí, quan chức của Tòa Bạch Ốc còn gọi đây là vấn đề ông quan ngại nhất trong năm tới hoặc hai năm nữa, và Mỹ còn quá ít thời gian để hợp tác xoay chuyển tình hình đối tác như là Úc, New Zealand, Nhật Bản, Pháp, những nước có lợi ích tại Thái Bình Dương, theo ông Campbell. Ông không đề cập những dạng tài liệu cơ sở tham khảo cụ thể. Tuy nhiên, các nghị sĩ của Kiribati cho hay năm ngoái Trung Quốc lên kế hoạch nâng cấp đường băng và cầu tại Canton, một trong những hòn đảo xa xôi nhất của đảo quốc này. Hòn đảo nằm cách quần đảo Hawaii của Mỹ khoảng 3.000 km về hướng Tây Nam. Kế hoạch xây dựng trên đảo Canton cho phép Trung Quốc đặt trong tầm ảnh hưởng của Mỹ và đồng minh từ Thế chiến thứ hai. Và tháng 5 năm 2021 thì Kiribati cho biết những dự án được thực hiện với sự hỗ trợ của Trung Quốc thuộc diện phi quân sự, được thiết kế nhằm cải thiện các nối kết giao thông và đẩy mạnh du lịch. Em bé 2 tháng tuổi bị lạc ở sân bay Kabul đã đoàn tụ với gia đình. Em bé sơ sinh bị lạc cha mẹ trong cơn hỗn loạn ở sân bay Kabul trong cuộc rút lui của Hoa Kỳ khỏi Afghanistan đã được đoàn tụ với gia đình. Taliban khi đó vừa nắm được quyền kiểm soát đất nước hồi trung tuần tháng 8 và nhiều người Afghanistan đã tìm cách bỏ chạy. Bé trai Sohail Ahmadi 2 tháng tuổi đã được trao cho lính Mỹ qua hàng rào để khỏi bị đè bẹp giữa đám đông hàng ngàn người đang tìm cách vào sân bay Kabul. Nhưng khi gia đình bé vào được bên trong, họ đã không tìm thấy Sohail đâu nữa. Sau khi điên cuồng kiếm cậu bé nhưng không thu được kết quả, cha của cậu là Mirza Ali Ahmadi, người từng làm lính gác an ninh tại Sứ quán Mỹ, mẹ của cậu là Suraya và 4 người con khác đã được đưa lên chuyến bay sơ tán đến Hoa Kỳ. 4 tháng qua, họ không biết tin tức gì về đứa con trai nhỏ của mình, nhưng sau một bản tin của Reuters về việc gia đình tìm kiếm Sohail, hồi tháng 11, cậu đã được tìm ra dấu vết tại gia đình của một tài xế taxi 29 tuổi tên là Hami Safi. Safi nói anh đã tìm thấy Sohail một mình đang nằm khóc trên mặt đất ở sân bay. Sau khi tìm kiếm gia đình cậu bé không được thì anh quyết định đem về chung sống cùng vợ con mình và nuôi như là con đẻ. Họ đã đặt tên cho bé là Muhammad Abed và đăng hình bức ảnh chụp chung của các con trên trang Facebook của Safi. Khi mà tin tức về nơi ở của Sohail được xác nhận, ông nội cậu bé là Muhammad Qasem Razawi, hiện sống tại tỉnh Khorasan ở đông bắc Afghanistan, đã lặn lội đường xa tới Kabul để xin đón cháu về. Tuy nhiên thì anh Safi đã từ chối trả lại đứa bé và đòi anh cùng gia đình phải được đưa qua Mỹ. Thì sau 7 tuần đàm phán và Safi đã bị giam giữ trong một thời gian ngắn, cảnh sát Taliban đã thu xếp được thỏa thuận giữa hai nhà và đứa bé đã được trả lại cho ông nội vào ngày thứ Bảy. Cha mẹ bé nói họ vô cùng sung sướng khi theo dõi việc trả con qua video.
và mọi người đã ăn mừng trong cái ngày này giống như là một ngày đám cưới vậy, và họ hy vọng sẽ sớm thu xếp được mọi chuyện để đưa cậu bé sang tiểu bang Michigan, Hoa Kỳ, nơi mà họ đã tới tái định cư để mà đoàn tụ cùng với gia đình. Họ... hy hữu ha. Đúng rồi. Đúng là hy hữu. Rất là may mắn là tìm được đứa bé thì chắc chắn là sẽ được đưa qua, mà làm sao mà bé đi một mình, chắc là người ông là phải đi rồi. Được cũng sẽ được đi theo và đưa bé qua đây. Ừ. Nhưng mà mình nói cái vấn đề mà công nghệ thông tin hiện tại bây giờ quá mạnh, đưa lên Facebook và coi như toàn thế giới. Đứa bé có mấy tháng đâu biết nói đâu. Biết gì đâu, 2 tháng à. À, thì đó mà sao mà biết được. Đây cũng là một cái sự may mắn mà cha mẹ mất người con như vậy mà đã kiếm ra được. Quả là may mắn ha. Trường học Trung Quốc thưởng mỗi học sinh giỏi một con heo để ăn Tết. Tại lễ khen thưởng kết thúc học kỳ tại một trường tiểu học ở tỉnh Vân Nam Trung Quốc, thưởng mỗi em học sinh giỏi một con heo nhằm khuyến khích tinh thần học tập của các em và góp phần cải thiện nền kinh tế địa phương. Chia sẻ với báo Shaoxian Morning Herald, ông Ho Chanlian là giáo viên tại trường tiểu học Shenyang, quận Jilin, tỉnh Vân Nam Trung Quốc cho biết, tại lễ khen thưởng, các em học sinh có tên trong danh sách khen thưởng sẽ cùng nhau bốc thăm để nhận những con heo từ 5kg cho tới 10kg. Thiết thực hơn là một tấm giấy khen, phần thưởng này không chỉ khích lệ tinh thần học tập của các em học sinh mà còn là món quà giúp cho gia đình các em có một cái Tết no ấm, ông Hu đã chia sẻ. Trao đổi với một nhật báo của Trung Quốc thì đại diện trường tiểu học Shenyang cho biết họ thường từ chối những lời đề nghị quyên góp cho học sinh của trường vì muốn các em hiểu được chỉ khi học tập chăm chỉ các em mới có thể giúp đỡ gia đình cải thiện cuộc sống. Được biết toàn bộ số lượng heo được phát thưởng cho các em học sinh tại trường tiểu học Shenyang đều được Quỹ Phúc Lợi Công Cộng Shenwu Thượng Hải tài trợ. Theo báo South China Morning Post, mục đích của Quỹ Phúc Lợi Công Cộng Shenwu là tăng cường mối liên kết giữa phát triển giáo dục và kinh tế ở vùng nông thôn Trung Quốc. Quận Jilin, tỉnh Vân Nam là một trong những khu vực nghèo nhất của Trung Quốc. Đến tháng 6 năm 2020, chính quyền địa phương tuyên bố tất cả hộ gia đình trong khu vực đã thoát nghèo. Họ là những gia đình cuối cùng trên đất nước chính thức thoát nghèo theo chiến dịch xóa đói giảm nghèo của chính phủ Trung Quốc. Biết sao thoát nghèo được không? Tại những người nghèo được di dời qua những nơi khác thì cái vùng đó thoát nghèo. Câu chuyện vui vui nhỏ nhỏ mà ngộ họ nói là họ không nhận cái tiền mà giúp là bởi vì họ không muốn cho không. Người mặc dù nghèo đói họ cũng không muốn cho không, con phải học giỏi thì mới nhận được cái phần thưởng đem về cho cha mẹ mới phụ giúp cho gia đình được. Chứ còn mà khơi khơi mà cho mà thưởng thì họ không có cho, không không lấy luôn ha. Mặc dù là nghèo khổ đói thì cũng không cho, mà học giỏi thì được ôm heo 5-10kg về nhà. Cái phần thưởng cũng rất là lạ. Tỉnh thất bồng lai bị ghép thêm sai phạm. Tỉnh thất bồng lai bị cơ quan chức năng Long An đến kiểm tra những hạng mục xây dựng trong khuôn viên của nơi này. Theo đó thì trên khu đất của tỉnh thất bồng lai có một khu nhà ở đang được xây dựng và cơ quan chức năng cho là sai phép vì làm trên đất nông nghiệp chưa chuyển mục đích sử dụng đất. Lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản, đình chỉ thi công và cho biết đang xem xét hướng xử lý. Vụ việc tỉnh thất bồng lai đang thu hút quan tâm của nhiều người vì họ cho rằng có những khuất tất sau khi cơ quan chức năng cung cấp thông tin cho truyền thông rằng cơ sở này bị truy tố với 3 tội danh. Cụ thể là ngày 4 tháng 1, cơ quan công an đã tiến hành khám xét nơi đây và ngay sau đó, các tờ báo nhà nước đồng loạt dẫn các nguồn tin giấu tên từ cơ quan điều tra nói ông Lê Tùng Vân, người đứng đầu tỉnh thất bồng lai bị khởi tố về 3 tội danh bao gồm loạn luân, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội lợi dụng tôn giáo để trục lợi. Đến ngày 7 tháng 1, truyền thông nhà nước đã đưa tin ông Lê Tùng Vân, thường được gọi là thầy ông nội, cùng với 3 đệ tử là Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Hoàng Nguyên và Lê Thanh Trùng Dương, chỉ bị khởi tố với tội danh duy nhất là lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân. Theo trên những bài báo thì được biết khi mà ông Lê Tùng Vân khi ông quay về thì ông đã ngưng cái việc thi công và dường như là bắt đầu tháo dỡ cái việc thi công mà không được phép đó, thưa quý vị. Rồi, tin chính đã hết, giờ tới phần tin phụ nha. Ok, rồi, hôm nay có yêu cầu. Yêu cầu gì? Không được kể chuyện mới.
Rồi, ok. Không cho tôi kể chuyện người chồng thì tôi kể chuyện khác. Trời ơi, một lò chuyện mà. Vậy hả? Ừ. Rồi vậy mà bữa than đỡ nữa, năm 365 ngày mỗi ngày phải kể hai chuyện, cho nên nó Lộc kiếm chuyện mệt lắm, mình giờ nổ một lò chuyện. Thì nói là lò cho nó sơm tụ gì mà. Rồi, lại kể gì gì đây? Chuyện học sinh cô giáo nha. Rồi, ok. Ừ. Thì có một cái cô giáo dạy lớp mẫu giáo, thì thỉnh thoảng thì có những người đến tham quan lớp học của cô, thì nhưng mà cái bạn nhỏ thì vô tư, nói chuyện thì nó hơi mất lịch sự chút xíu, thì cô mới dặn, thì khi nào mà các con muốn đi tiểu đó, thì các con nói là, dạ thưa cô, con muốn hát, xin cô cho con đi hát, nghe nó dễ thương hơn. Thì mấy học sinh, quen, từ từ quen, mỗi lần mà muốn đi tiểu, dạ ta, dạ thưa cô, con muốn đi hát, xin cô cho con đi hát. Thì cô chặt, con đi hát đi con, nghe nó dễ thương, nhẹ nhàng lịch sự. Thì có một cậu bé cũng quen vậy rồi, nên bữa đó là ngủ chung với ba mẹ nửa đêm. Cậu bỗng thức dậy và nói, ba ơi, con muốn đi hát, xin ba cho con đi hát. Thì ông ba vừa ngái ngủ, vừa nói chuyện với người con. Trời ơi, nửa đêm mà đòi hát cái gì? Thôi được rồi, hát nhỏ nhỏ vô lỗ ta ba thôi, để cho mẹ ngủ, khuya rồi con. Nhỏ nhỏ vô lỗ ta là ướt cái giường đó nha ba. Cô giáo này cũng chơi kỳ được. Ừ. Ok, ngày hôm nay Lộc và Lân kính gửi quý vị một số thông tin và nụ cười nhỏ nhỏ. Kính chúc quý vị một ngày thật yên vui và tràn đầy hạnh phúc. Lân Lộc rất cảm ơn quý vị đã yêu thương những chương trình của Loan và Lộc. Mấy ngày hôm nay lại đôi khi bị cái tựa đề lại không bị sửa không mà được nữa. Không biết lý do tại sao mà đã liên lạc rồi mà vẫn chưa được cái sự chấp nhận sửa đổi này. Quý vị thông cảm cho Loan Lộc nha. À, nhưng mà may mắn là cái ngày mình sửa được cái ngày nha quý vị. Còn có lúc trước là cái ngày là cũng để y chang ngày 29 tháng 12 luôn. Mấy ngày nay thì đổi được cái ngày. Quý vị thông cảm cho Loan Lộc trong thời gian. Hy vọng là tới năm mới mấy cái vụ xui này nó qua hết. Cảm ơn quý vị rất là nhiều và mong nhận được like, share, subscribe từ quý vị. Xin chào tạm biệt quý vị. Bye.